Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sáng Tiền Xu. Thì tiếp tục series trốn tìm, ngày hôm nay tôi sẽ tổ chức trốn tìm ở trên rừng nhé các bạn ơi. Thì đây là một khu rừng rất là rộng, và ngày hôm nay tất cả các anh em trong team sẽ đi trốn và tôi vẫn tiếp tục là người đi tìm. Đấy, tất cả mọi người đã hiểu chưa? Rồi. Và giải thưởng ngày hôm nay dành cho người thắng cuộc đó chính là 10 triệu đồng. Ôi, Vinh ơi, 10 triệu đây, cố lên em ơi. 10 triệu rồi. 10 triệu đồng. Ui Phong ơi, anh em hôm nay này là cố gắng nhá. Sáng mới trúng mánh cái gì sao các bạn ạ? Thì hôm nay sẽ là series trốn tìm cuối cùng, cho nên là giải thưởng sẽ là giải thưởng cao nhất, 10 triệu dành cho người chiến thắng. Rồi. Đấy. Cứ ai là người bị tôi bắt cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng. Ok chưa? Hiểu gì chưa? Hiểu rồi. Có nghĩa là bây giờ là cứ ai mà trốn kỹ nhất và cuối cùng bị bắt là được 10 triệu. Đúng rồi. Và bởi vì rừng rất là rộng cho nên là không tính thời gian. Rồi. Chỉ cần bắt được 3 người thì người còn lại sẽ là người chiến thắng. Thế đấy. Nhưng mà bây giờ mày mà tìm đến tận 4 giờ tối thì vẫn phải trốn à? Thì vẫn phải trốn gì nữa. Trốn kỳ khi nào mà tôi tìm thấy thì thôi. Hoặc là tôi tìm thấy 3 người thì người còn lại là người giành chiến thắng rồi. Thì tôi sẽ dùng loa để tôi gọi người đấy ra. Đấy. Thì đỡ phải trốn lâu đúng không? Okay. Tất cả hiểu ý chưa? Rồi, rồi. Hiểu. Ok rồi. Tất cả đi trốn đi. Ok. Ăn từ từ để bịt mắt. Clip này giải thưởng rất cao nhá. Thì tôi sẽ đi trốn một mình, không đi trốn chung với thằng nào sắt, để ăn nguyên cái giải thưởng 10 triệu nhá các bạn. Lần này tôi ăn chắc. Vinh với Phong thì không có tuổi thật. Thôi tôi đi trốn này các bạn ạ. Vinh ơi, hả? Bây giờ mày sẽ trốn ở chỗ nào? Thôi, bác mỗi hôm trốn giỏi, hôm nay cháu cho cháu đi cùng với. Các bạn ạ, mỗi hôm tôi với Vinh vào một đội, lần nào tôi cũng phải như này các bạn. Các bạn nhìn thế này có hiểu là như thế nào? Là tôi gánh thằng Vinh ấy các bạn. Thôi lần này là chơi mỗi người một trốn đấy em ơi. Chưa? Ừ, bây giờ tao làm sao tôi gánh thằng mày mãi. Ui thế. Bây giờ mày tự đi tìm trốn nhá. Thôi, giờ tôi sẽ đi về một cái khu nào xa nhất, rộng nhất để trốn các bạn nhá. Thôi từ từ. Tôi tao đi cùng mấy. Rồi, đây đấy là clip cuối cùng của series trốn tìm. Và giải thưởng của Sáng Tiền Xu đưa ra là 10 triệu và tôi sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này. Giải 10 triệu to lắm. Vâng. Em anh đi cùng nhau nhé. Anh em mình mãi mãi là anh em tốt nhá. Em ơi, đi cùng làm gì? Vừa vẫn còn đuổi em đi rồi. Rộng này em biết chỗ nào. Anh em mình cố gắng chiến thắng để chia đôi ý. Em ơi. Hả? Bây giờ trên nếu em nói chia đôi ý. 73. Anh 7 em 3. 73 á? Ừ. 73 ít thế. Mà thôi thôi rồi. Quyết định như thế nhá. Anh em mình đi tìm chỗ trốn. Ok, bắt tay. 73. Okay. Ok. Rồi okay, đi. Ok. Đi. Đi. Nhanh. Rồi các bạn ơi. Tôi đã thấy một cái rãnh ở đây. Và hai anh em tôi sẽ chui lên trốn các bạn nhé. Và tôi sẽ lấy cái cây. Mấy cây lá tươi kìa. Đè lên người anh em chúng tôi. Nhảy xuống. Vinh ơi, anh không biết là anh em mình trốn đây có an toàn không nữa. Không biết được. Chỗ này sợ hỏi nhiều quá này. Mày bẻ cành cũng bịt đến đầu anh kia nào. Đấy, bẻ ra được đây như này á? Ừ, bẻ chùm vào không? Đấy. Chùm giống cái bụi cỏ ấy. Này không, thế này không chắc đâu. Anh em mình trốn chỗ khác đi. Này không chắc đâu, hở lắm. Hả? Thế này ra phát sáng tìm thấy ngay. Hay đi trốn chỗ khác. Đi trốn chỗ khác được. Đi, bị đi nhé. Ừ, đi. Đi chỗ khác. Đi, chỗ khác đi. Do cái chỗ trốn kia nó không an toàn ấy. Bây giờ anh em tôi sẽ trốn ở cái rãnh này. Nó an toàn hơn. Tôi cảm tăng thần và Vinh sẽ chui rãnh. Tôi sẽ lấy cái lá cây hoặc cành cây ở đây tôi sẽ đè lên người Vinh. Em nghe nha, rồi em nhảy xuống em ơi. Để anh bịt lên. Ok. Nằm thế nào? Đây, nằm này. Nằm xuống đi, chùm nhanh lên, xoáng lên, anh kiếm rồi đấy. Nhanh. Ôi, đấy, chùm vào. Chùm nã nó có phải chùm bình đâu. Em ơi, nhắm mắt nào. Yên tâm đi, anh ngại thật rồi. Thôi được rồi, đấy, thế đâu rồi, ngon rồi đấy. Chùm chân đi. Thấy là cháu không nhìn thấy đâu. Ây à, tôi vứt cục gạch vào đây à? Ai vứt cục thôi. Vinh này, đấy là cục gạch đâu, đấy cây gỗ mà. Nhìn đâu thế. Cô này. Bọn kia trốn tận đầu kia rồi. Rồi. Rồi, sáng rồi. Sáng rồi. Rồi. Ra đi em ơi. Chúng nó đi trốn rồi. Trốn tận từ trên kia rồi. Mấy bác cháu mình đi về đấy. Từ từ nói bé, cả bọn nó nghe tiếng. Không nghe thấy đâu. Rừng này nó từ rộng lắm, chúng nó nghe thấy là được. Đi. Vinh ơi, bị em kín rồi nhá. Mà quan trọng bị ai đắp cho anh. Ui, anh đấy lắm rồi.
Nằm xuống đi. Nằm xuống. Ừ. Trời ơi. Nhanh lên, nằm đi. Đăng ký đi mày nhá. Ừ, nằm đi nhanh lên. Được chưa? Rồi. Nhìn chưa? Đăng ký đi. Ừ. Sắp kín rồi, sắp kín rồi. Ui, thế này là ăn chặt rồi anh ơi. Yên tâm, anh nghỉ đấy nhá. Ủa? Mà ai đã tắt rồi em? Ui nhỉ. Anh em mình kiểu này sai hay sao các bạn nhỉ? Anh nghĩ gì đấy, anh cứ làm anh suy nghĩ. Anh mày đắp cho anh, ai đắp cho mày? Ui, thế này không, thôi không hiệu quả rồi. Anh em mình trốn chỗ khác đi. Trốn chỗ khác, trốn chỗ khác. Rồi sau một hồi đi trốn thì anh em chúng tôi đã tìm một cái bốt ở đây. Và chỗ này rất là kín bởi anh em tôi đang ở đứng dưới cái bốt. Ừ. Bên trên là cái bốt rồi. Thế nào nữa? Nhưng mà ở đây anh để anh thắc mắc để máy quay đây cũng không biết còn anh sáng thấy không? Không sao, để thoải mái, sáng tôi gì vẫn nhìn thấy được. Yên tâm. Mà điện thoại nhỏ mà anh em để lá cây đè lên cũng không sợ. Ừ, cứ mấy cái gậy kia nó bé tí kia làm sao bắt được, nhìn thấy làm sao được. Từ nãy mày thấy ngứa không? Không, em áo kín mít thì ngứa gì? Anh từ nãy không hiểu sao mũi đốt hay sao, ngứa hết lưng. Rồi. Ngứa lắm. Thật. À, bắt mặc quần đùi này áo cọc ấy. Tôi đi vòng để ăn tắm đời các bạn ạ. Tôi thật sự nói thật sự với các bạn nhé. Hôm nay tôi đi trốn tìm không mặc áo dài đi. Mũi đốt này, lá cây vừa chèn lên này, bị ngứa lắm. Nhưng vẫn phải trốn để lấy 10 triệu ánh sáng. Độc đi lên xong lại đi xuống dưới này thôi mà toát hết mồ hôi các bạn ạ. Công nhận đi trên núi mỏi mệt thật. À, đi núi đường nó dốc ấy. Ừ. Mình mà mệt cái ngày mà mình xuống gần hai thằng kia chắc ở trên đấy chắc đứng được. Thực ra là ngày hôm nay tôi chọn Vinh Tiền Lẻ với Phong thôi. Thì căn bản là tại vì hôm nay ấy mấy anh em gọi hai thằng chúng nó ra quay video mà 9 giờ chúng nó mới ra, mấy anh em ngồi chờ từ 8 giờ tới 9 giờ hai thằng chúng nó mới vác mặt ra quay video. Thì tôi tức quá tôi chọn luôn. Đấy, hôm nay giả vờ là quay clip trốn tìm ở trên rừng thôi. Nhưng mà thực ra là cho Vinh Tiền Lẻ với Phong cho hai thằng chúng nó ở trên rừng chịu khổ. Mấy anh em chúng tôi đi xuống đây ngồi chơi trên đấy nóng lắm các bạn ạ. Mà anh em mình cho thế này không biết chúng nó có giận không? Thì không giận đâu. Hai thằng nó hiền lắm, nó ngoan lắm. Nó không bảo gì đâu, nó hơi chịu nóng một tí đó. Nó chỉ chửi thôi ạ. À? Ừ. Vinh Tiền Lẻ thì cục xúc lắm. Kiểu gì Vinh nó sẽ chửi hết tất cả các anh em. Vinh Tiền Lẻ nóng như kem này bạn. Lá. Nóng như kem. Ừ. Nào sáng này, làm miếng này ngon lắm. Mày uống chanh muối ăn kem thì nhập tuyệt. Ừ rồi, đúng là nóng như kem này các bạn ạ. Rồi, 10 triệu này là anh được 7 triệu, em có 3 triệu thôi. Vừa em đồng ý rồi, em thế nào? 3 triệu thì bỏ gì? Em muốn bao nhiêu? Em ít nhất phải được 64. Hay là 64 đấy, ừ. Anh 6 em 4 đấy. Không, em 6 anh 4, được không? Anh nhường em đi, vợ em đã đi làm gì đâu, anh chưa vợ con gì. Thôi được rồi, anh nhường em đi nhá. Ừ. Thế 6 triệu em làm gì? 6 triệu? 6 triệu là mình chắc là... À, em có cơ. Đưa em vợ đi du lịch được không? Đi du lịch ấy? Ừ, được đấy. Anh chăm nhỉ? Được. Ui giời. Trời ơi, còn này thì đưa em vợ đi du lịch thì vợ gì em vợ xuống lắm đấy nhỉ. Rồi. Được. Chuẩn đấy em ạ, thật. Anh em mà phải cố gắng nhá. Ừ. Anh sợ anh em mình bắt đầu tiên thì buồn cười. Em ơi, chỗ này an toàn lắm. Sau bốt này anh sáng đi tìm giờ nào. Phong ơi, Vinh ơi, tao đà cho hò hét như thế. Mà anh ơi, có đi cùng mấy em không? Đi cùng đâu? Đi cùng du lịch mấy em vợ em không? Đi du lịch làm gì lắm, anh ở nhà anh có 4 triệu, anh tiêu anh tôm hùm rồi. Em bao anh luôn. Bảo 6 triệu không đủ. Thì được, yên tâm. Ngồi đây từ nãy giờ lâu lắm rồi mà chưa thấy hai thằng chúng nó xuống. Chả biết bây giờ chúng nó đang chui rúc ở chỗ nào rồi. Hay là chúng nó tới phần thưởng 10 triệu, chúng nó chả cố gắng nó xuống gì. Nếu mà anh mà chơi nhá, thì 10 triệu chừng nào anh chịu xuống, anh ở đến tối, anh ở cả ngày. Cho anh côn thấy lâu không đi tìm anh côn biết ngay, không như hai thằng chúng nó. Nhưng mà hai thằng chúng nó lại không có sự cố gắng cơ. Hai thằng chúng nó chắc chỉ tôi nghĩ chỉ tầm 2 tiếng rồi hai thằng chúng nó không thấy đi tìm thấy cái là hai thằng chúng nó lại bỏ về xem. Cứ hai thằng chúng nó chả giờ có sự cố gắng nhỉ. Các bạn xem comment xuống bảo Vinh với Phong về đi. À? Về đi. Ừ. Đi bây trốn giờ, ở đấy làm gì? Đúng rồi, bây giờ chỉ có các bạn xem video các bạn comment bảo là các bạn Vinh với Phong về đi thì hai thằng ấy nó biết. Chứ bây bọn tôi nói đây bọn nó chả biết được mà nó về. Giờ đói rồi khả năng mấy anh em mình đi ăn nhỉ.
Hai thằng chúng nó ở trên đấy khát nước thì không có nước uống thì họ cạn. Chúng nó đói, chúng nó khát thì chúng nó phải chịu đựng. Đấy, muốn có phần thưởng của tôi thì phải chịu đựng. Đúng rồi. Thế mấy anh em mình đi. Thế ăn đi, đói quá. Tôi phở đi. Ông ơi. Ê, có mệt không? Em ơi, trốn suốt từ lâu rồi chẳng lẽ không mệt. Có đói không? Chả đói. Có khát cái nước không? Sao không khát? Anh em tôi trốn đây suốt từ bao giờ rồi mà sáng xu chưa tìm thấy đến đây. Khát nước, đói thật. Trốn ở chỗ này sợ rắn rết nữa cơ. Mày sao mày rốt thế? Anh sáng tìm được tới đây anh em mình thua. Ừ dạ. Ôi giời, cái này đục lắm các bạn, thật. Cứ chỉ mong sáng tìm thấy để nó về mất 10 triệu. Đục lắm, 10 triệu to lắm em ạ. Thật, nằm đây đợi anh sáng thông báo mình thắng đi thôi. Ê, Phong ơi, chỗ này nằm mấy năm thôi em đi ra khác đây. Chỗ này đang kín mà ra làm gì? Mình mũi đốt đây thì đít thì thôi, cái anh ngồi đấy nhá. Đi ăn xong, mấy anh em mình đi đọc đi ăn thôi, chắc phải mất một tiếng đi nhỉ? 30 phút. Hơn 30 phút. Lò quá rồi mà đi về tới đây hai thằng kia chúng nó vẫn chưa xuống đây các bạn ạ. Xe vẫn vẫn đây thì chắc hai thằng này nó chưa về. Dạ. Hay là mấy anh em mình lên gọi chúng nó xuống chứ để chúng nó ở trên đấy thì cũng thương các bạn ạ. Bây giờ mà lên là nó tức là nó cầm đá nó chọi đấy, thật không chạy đâu ở đấy, từ nó trên cao lem xuống là mình không chạy đâu. Thế lại thôi không lên. Thôi kệ chúng nó. Nhưng mà thương chúng nó lắm. Ừ. Thường chốc mà cứ làm tô cơm gian hay tô bún chúng nó ăn là rồi, là được rồi. Thôi tí mà đúng rồi, chúng nó chịu phạt là đúng rồi thì gọi ra quay thì gọi 8 giờ 9 giờ mới ra tới nơi chịu phạt là đúng rồi, không thể thương đúng gì cả. Làm việc không bao giờ giấc gì giấc. Ngồi đây lâu nay đợi lâu, buồn lắm lâu thật. Công nhận đợi lâu thật. Hay là ba anh em mình làm kèo không? Kèo gì? Kèo lật chai nước búng tay hả? Chơi không? Chơi không? Trong lúc chờ bọn nó về. Là chai nước là nghề của anh Côn đấy bác ạ. Mày điên nó ăn may thôi các bạn ạ. Nào. Ồ các bạn ạ, trong khi chờ đợi thằng Vinh với cả thằng Phong nó đang đi chơi trốn tìm, nó vẫn nghĩ nó được giải thưởng ấy. Nó vẫn chờ đây, anh em tội lâu quá các bạn. Giờ ngồi đây chơi một tí. Đấy, ông nào mà bị thua phát bị búng tay nhá. Làm phát nhá. Chỉ búng thì không được đấm nhá, Côn hay đấm lắm. Rồi, tôi sẽ là người lật trước này. Tôi không có nghề trong. Ui thôi. Rồi ơi. Bác ngoặt đứa đứa ui đây nè, anh Côn là nghề là chai nước rồi. Đây, ui 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 cứ bình tĩnh con phải dài dài. Đâu, dài đâu. Yeah! Rồi, anh Côn không lật được là em búng. Dê làm gì? Dê. Ui. Rồi thì các bạn lần này sáng có đấm rồi, sáng rồi. Ui giời ơi. Đấy, tay bên này luôn cho các bạn nhìn thấy. Ai. Ui. Ui mày nhẹ đừng đấm. Làm gái à? Làm gái mà. Ai à? Ba. Bốn. Năm. Các bạn sai cái xu nó búng tôi như búng bình thường nỉa. Còn đấm rồi mà. Hai con à. Hai con à. Cái này dễ này mà. 1 2 3 4. Khó thế nhỉ. Sướng nghe. Mãi mới được búng tài. Chơi được không? Thôi em ơi. Sợ ngay. Tôi trình của tôi đẳng cấp trên rồi các bạn ạ. Đầu lắm. Thì sáng lật chai nước mấy tháng ở cái cầu thang làm gì nó chả đẳng cấp trên. Đúng rồi. Không có cái trò gì nghĩ nhỉ. Chờ Vinh tiền lẻ với chờ Phong lâu quá các bạn ơi. Ai ăn no rồi giờ ai buồn ngủ lắm rồi cơ. Thôi đi ngủ đi. Tôi ngủ giấc đi. Đợi hai cái thằng kia nó về. Phong Hoạt sang bên kia ngủ đi, cháu ngủ bên này. Còn chỉ chốt tôi các bạn ạ. Ui, các bạn, gì Phong vẫn ngủ đi chết. Dậy đi. Gì? Sợ mũi không có gì tốt à?
ngủ mệt ngủ nằm đây đói đói ngủ hết đói. Đùa đấy các bạn ơi, bây giờ bọn tôi ngủ một giấc dài rồi không biết bây giờ thế nào rồi mà chưa thấy sáng đi tìm anh em tôi mà không biết bắt được anh Côn chưa. No. Ngủ ngoài. Dám trôn tôi mày, dám trôn tôi với Phong mày. Ui, thấy anh em mình ở trên kia cứ chờ đợi thôi các bạn. Đợi đến tiền mà. Đùa chứ. Không biết ngủ chưa thì bao giờ hả? À, còn ông ngoặt gì nữa. Ông làm gì đây? Đang ngủ các bạn ơi, đang ngủ ngoặt. Là thiếu không? Này. Hai thằng này nó xuống vào ấy. Hả? Vừa đang ngủ đang mơ đi biển các bạn đã ủng cái rồi. Ui sợ thế. Xuống lúc nào? Có hai đứa không trốn tìm đi. Trốn tôi đi. Trốn tìm đi. Thế mà thưởng đâu đây? Tôi người chiến thắng rồi đây. Hai anh em mình chia nhau chứ. Chia không biết. Nhanh lên biển đâu. Giờ ba ông xuống đây ngủ mà để tôi với Phong ở trên đấy mỗi đốt gần chết. Sưng hết cả đít toi môi nóng hết cả người. Ui các bạn ơi sạc lên người. Mất công mình cũng mình. Đùa chứ mình nghi nghi rồi, tôi đã biết ngay mà. Tôi nghi nghi sáng bảo như thế mà phần thưởng 10 triệu đã nghi nghi rồi. Em mình nghi gì? Anh để ăn chặt cơ. Anh trốn đấy là nghi anh được đến 10 triệu đang nghĩ tiêu những cái gì rồi. Đùa ấy. 10 triệu đâu? 10 triệu đâu? 10 triệu nào em? Không biết đâu được. Anh bảo em trên núi em đợi. Mất công rồi. Em chui giúp các kiểu ấy đấy. Bây giờ anh bảo không có 10 triệu thì giống 10 triệu. Nhanh không có nhỉ. Em ơi, anh đã bắt được hết cả hai thằng đâu. Anh bắt được con ngoặt. Con ngoặt lên con. Thôi. Biết. Có nợ nào giờ? Còn hai thằng anh chưa đi bắt em ạ. Ui. Đây là anh em về mua nước để ta chuẩn bị lên đấy mà. Anh em về nghỉ ngơi một tí mà. Đã bắt đầu hai thằng chúng mày lại tự đi về. Nghỉ ngơi. Coi như anh bắt được hai thằng mày không được chiến thắng rồi. Anh bắt được cả hai thằng rồi. Coi như không phải kiếm cũng bắt được rồi. Đây, tóm lại là đây phân thưởng đi. Không, tóm lại là giờ mấy ông này nó trôn bọn tôi. Mày điên à? Ba anh em xuống đây mua nước, tao với con phải bắt đầu mà. Mua nước gì mà ngủ? Ba ông ngủ dễ nạch cái đây này. Ngủ quên. Ui không tứ nước. Em ơi, các bạn ạ. Quên nghỉ ngơi một tí thôi em ạ. À, căn bản nó nóng quá đi. Đúng rồi. Anh đi tìm bác ngoặt với anh Côn. Mệt ơi là mệt. Bọn anh vừa xuống đây xong thôi. Được rồi nhá, thế được rồi nhá. Đấy là sáng nó thế nhá. Video này mà sáng mà đấy, video này mà sáng mà chôn anh em tôi là sáng vẫn là thua cuộc cái gọi nhá. Anh à, không mà anh chôn nhưng rồi, mà okay, hai đứa em là tự bỏ cuộc rồi hiểu không? Đấy tự bỏ cuộc đi xuống đây rồi. Bỏ cuộc cái gì mà cũng bỏ cuộc. Đã tự bỏ cuộc đang chơi trốn tìm hai đứa làm gì? Đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đấy. Mấy tiếng rồi cơ? Ừ. Anh ngủ rồi nhưng ngủ khỏe thế. Mất đâu mấy tiếng? Bọn em ngủ ở trên đấy rồi. Đâu ra anh đi tìm bác ngoặt với anh Côn mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Tóm lại là không biết, tóm lại video này mà của sáng mà bảo video là trốn tìm nó đấy mà trôn bọn anh em tôi là sáng phải bị trả tiền cho anh em tôi. Thực ra anh nói hai đứa chúng em nghe này. Thực ra hôm nay là anh cho anh định cho anh Vinh tiền lẻ thôi. Căn bản là hôm nay mấy anh em đợi em từ 8 giờ gọi ra để quay video. 9 giờ em mới thò mặt ra. Còn Phong hôm nay là số đen đấy. Tự nhiên là chạy theo Vinh làm gì rồi. Cả Vinh cho anh cùng. Nếu mà em không đi cùng Vinh tiền lẻ ấy thì anh không bao giờ cho anh em hiểu không? Tóm lại là anh em mình trả thù được rồi đây. Cứ hết người rủi đầy mồm mè không sợ. Đấy thực ra là ngày hôm nay là làm clip cho anh Vinh tiền lẻ một chút để dạy cho Vinh tiền lẻ biết cách đi làm đúng giờ. Đi làm đúng giờ thôi. Đấy từ lần sau Vinh tiền lẻ phải nhớ là 8 giờ đi làm là phải 8 giờ, đúng 8 giờ có mặt đấy. Toàn bắt anh em đợi tới 9 giờ. Vậy là hôm nay tôi đã cho anh Vinh tiền lẻ thành công rồi, cho anh được luôn cả Phong tổ tẻ quá đi cùng Vinh tiền lẻ làm cái gì. Đấy, nếu các bạn thấy clip của tôi hay thì hãy like và chia sẻ video nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip, hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhá. Tạm biệt.